Hay chị biết rằng là bệnh tổ chức liên kết tự miễn, đó là bệnh mà dao động hình sin. Dao động hình sin có nghĩa là có những đợt mà bệnh tiến triển nặng lên và có những đợt bệnh lại thuyên giảm. Và những đợt mà bệnh nhân tiến triển nặng lên thì bệnh nhân sẽ thường là phải vào viện điều trị. Và khi bệnh nhân thuyên giảm bệnh thì bệnh nhân có thể là điều trị ngoại trú và trở lại cuộc sống bình thường. Trong các cái tổn thương của bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì cái tổn thương phổi là một trong những biểu hiện hay gặp của bệnh, và nó cũng là một yếu tố tiên lượng nặng của bệnh. Nên nếu như chúng ta các cái bệnh nhân mà được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết tự miễn mà có các cái tổn thương phổi mà chúng ta không phát hiện được sớm, không điều trị kịp thời thì thậm chí nó có thể làm cho bệnh nhân bị tử vong. Vì vậy mà hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các anh chị về cái tổn thương phổi trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn, mà cụ thể là tổn thương phổi mô kẽ trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Chúng ta biết rằng tổ chức liên kết thì đó là một cái mô sinh học và nó tạo nên các cái chất cơ bản của cơ thể. Và các cái tổ chức liên kết này thì nó có chức năng là hỗ trợ và bảo vệ các cái cơ quan ở trong cơ thể. Thành phần cấu tạo nên cái tổ chức liên kết thì nó gồm có hai loại protein chính, đó là collagen và elastin. Và trong mỗi cơ quan của cơ thể thì nó có rất nhiều các cái thành phần protein collagen khác nhau. Và cái protein mà elastin thì nó là một thành phần mà tham gia cấu trúc chính của dây chằng và da. Các cái tổn thương cơ bản trong bệnh tổ chức liên kết là gì? Tức là gì? Cái tổ chức liên kết đó đã trở thành mục tiêu tấn công của các cái tác nhân gây bệnh. Và tất cả các cái thành phần của tổ chức liên kết đó là collagen và elastin đều bị tổn thương do quá trình viêm gây ra. Ở những bệnh nhân mà có các cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì cơ thể sẽ bị mất cái khả năng tự dung nạp của mình. Và khi đó thì cơ thể sẽ sinh ra các cái kháng thể. Và các cái kháng thể này thì nó sẽ kháng lại các cái kháng nguyên. Mà kháng nguyên ở đây đó chính là các cái thành phần của nhân tế bào. Và trong các cái nghiên cứu ở các bệnh nhân có bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì người ta thấy rằng các cái kháng thể nó có thể phát hiện được trong huyết thanh của bệnh nhân trước khi mà bệnh nhân có biểu hiện các cái triệu chứng trên lâm sàng khoảng 10 năm. Về tỷ lệ mắc bệnh của tổ chức liên kết thì thấy rằng khoảng 3,5% dân số nói chung là có các cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Và bệnh thì gặp ở phụ nữ nhiều hơn so với nam giới, với tỷ lệ mắc bệnh của nữ thì cao gấp 2,7 lần so với nam giới. Về phân loại của bệnh tổ chức liên kết thì chúng ta biết rằng bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì nó là một nhóm bệnh, và trong đó thì nó gồm có một số bệnh. Mà trên lâm sàng thì chúng ta, nếu các anh chị nào làm về chuyên ngành khớp thì chúng ta biết rằng viêm khớp dạng thấp nó cũng được xếp vào nhóm bệnh tự miễn. Bệnh lupus ban đảo hệ thống nó cũng là một bệnh hay gặp trên lâm sàng. Còn các cái bệnh khác mà ít gặp hơn như là xơ cứng bì, hội chứng Sjögren, các bệnh lý viêm cơ tự miễn như là điển hình là viêm đa cơ và viêm da cơ tự miễn, các bệnh lý viêm mạch tự miễn, những bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng kháng phospholipid, rồi các bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết hỗn hợp và các bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết không xác định. Bệnh tổ chức liên kết hỗn hợp tức là bệnh nhân có thể có nhiều hơn một bệnh tổ chức liên kết, nó có thể có 2 đến 3 bệnh kết hợp với nhau, chẳng như là viêm khớp dạng thấp kết hợp với xơ cứng bì, hoặc là xơ cứng bì kết hợp với viêm cơ tự miễn. Hoặc khi các anh chị đọc sách người ta còn gọi là hội chứng overlap, thì gồm có 2, 3 bệnh tổ chức liên kết kết hợp với nhau. Và cuối cùng đó là bệnh tổ chức liên kết không xác định, tức là bệnh nhân không có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định một bệnh tổ chức liên kết cụ thể. Tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta thấy rằng bệnh nhân có các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm mà để chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta áp vào một cái tiêu chuẩn chẩn đoán một cái bệnh tổ chức liên kết cụ thể thì nó lại không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, thì khi đó bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là bệnh tổ chức liên kết không xác định. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng các cái bệnh thuộc nhóm bệnh tổ chức liên kết, và nhìn vào hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng các cái bệnh mà thuộc nhóm bệnh tổ chức liên kết thì các cái triệu chứng nó đan xen với nhau. Và nói đến bệnh tổ chức liên kết thì người ta nói đến đầu tiên đó là bệnh lupus ban đảo hệ thống, đó là bệnh mà rất hay gặp trong nhóm bệnh tổ chức liên kết. Cái thứ hai là viêm khớp dạng thấp, rồi hội chứng Sjögren, xơ cứng bì, viêm cơ tự miễn, hội chứng kháng phospholipid, rồi bệnh tổ chức liên kết không xác định. Và các cái triệu chứng của các cái bệnh này nó sẽ đan xen với nhau lên trên lâm sàng, mà đặc biệt là những bệnh nhân mà đến khám bệnh ở giai đoạn sớm thì nhiều khi chúng ta có thể là khó chẩn đoán. Trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì phổi
nó có thể là cơ quan bị tổn thương đầu tiên của bệnh. Và trong bệnh tự miễn thì tất cả các cái thành phần của bộ máy hô hấp đều có thể bị tổn thương, có thể là tổn thương ở màng phổi, có thể là ở đường thở, có thể ở nhu mô phổi, phế nang, các cái tổ chức kẽ của phổi cũng như là các cái mạch máu của phổi đều có thể bị tổn thương. Và đặc biệt là các cái tổn thương phổi này nó có thể xuất hiện đơn độc hoặc là nó có thể kết hợp với nhau. Và khi các cái tổn thương kết hợp với nhau thì nó sẽ làm cho bệnh nhân có biểu hiện các cái triệu chứng lâm sàng rất là đa dạng. Và nguyên nhân dẫn đến tổn thương phổi trong các bệnh tổ chức liên kết đầu tiên người ta nói đến đó là do sự tiến triển của bệnh tổ chức liên kết. Thứ hai là cái tổn thương phổi này nó cũng có thể xuất hiện do tác dụng phụ của các cái thuốc mà chúng ta điều trị bệnh tổ chức liên kết cho bệnh nhân. Các cái tác dụng phụ khi chúng ta dùng điều trị bệnh tổ chức liên kết, chúng ta dùng một số thuốc chẳng như là methotrexate hoặc là các cái thuốc, một số thuốc khác nữa thì nó cũng có thể dẫn đến là tổn thương phổi. Và cuối cùng đó là các cái nhiễm trùng cơ hội. Chúng ta biết rằng trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì nó sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng cơ hội của bệnh nhân, do bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch cũng như là các cái rối loạn về miễn dịch. Cái thứ hai là khi chúng ta điều trị corticoid cùng với các cái thuốc ức chế miễn dịch trong điều trị bệnh tự miễn thì nó cũng làm cho cái hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy giảm và làm tăng nguy cơ bị các cái nhiễm trùng cơ hội. Cái nhiễm trùng cơ hội mà dẫn đến tổn thương phổi ở bệnh tổ chức liên kết tự miễn có thể là lao phổi, có thể là viêm phổi do nấm hoặc có thể là do vi khuẩn. Vì vậy mà khi chúng ta khám trên lâm sàng, chúng ta thấy bệnh nhân có các tổn thương phổi thì chúng ta cần phải tìm nguyên nhân cho bệnh nhân. Vì khi chúng ta tìm nguyên nhân thì chúng ta tìm được nguyên nhân thì chúng ta mới có thể điều trị chính xác, thì mới có thể điều trị hiệu quả được cho bệnh nhân. Các cái tổn thương về của đường hô hấp trong bệnh tổ chức liên kết. Ở trong bệnh xơ cứng bì thì cái tổn thương thường hay gặp nhất đó là tăng áp lực động mạch phổi và viêm phổi mô kẽ. Còn các cái tổn thương ở màng phổi cũng như là các cái tổn thương ở đường thở thì ít gặp hơn. Trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì các cái tổn thương thường hay gặp đó là các cái tổn thương ở đường thở. Có thể là bệnh nhân có cả tổn thương ở màng phổi và tổn thương ở viêm phổi mô kẽ. Ở các bệnh nhân mà được chẩn đoán bệnh lý viêm cơ tự miễn thì tổn thương phổi hay gặp đó là tổn thương viêm phổi mô kẽ, và bệnh nhân có yếu các cơ hô hấp mà làm cho bệnh nhân bị suy hô hấp. Còn cái tình trạng tăng áp lực động mạch phổi cũng như là tổn thương màng phổi và các cái tổn thương ở đường thở thì ít gặp hơn. Ở các bệnh nhân được chẩn đoán là hội chứng Sjögren thì các cái tổn thương thường hay gặp ở những bệnh nhân này đó là các cái tổn thương ở đường thở và tổn thương ở viêm phổi mô kẽ. Còn các tổn thương khác như là cơ hô hấp hoặc là tăng áp lực động mạch phổi hoặc là màng phổi thì ít gặp hơn. Còn trong bệnh lupus ban đầu hệ thống thì các cái tổn thương phổi mà hay gặp ở bệnh nhân đó là các cái tổn thương ở màng phổi và tổn thương ở tăng áp lực động mạch phổi. Còn các cái tổn thương như là cơ hô hấp hoặc là tổn thương viêm phổi mô kẽ hoặc là các cái tổn thương ở đường thở thì ít gặp hơn. Viêm phổi mô kẽ thì nó là một trong các cái biểu hiện mà hay gặp nhất của bệnh tổ chức liên kết và nó làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Và các nghiên cứu thì thấy rằng khoảng 40% các bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh tự miễn thì có viêm phổi mô kẽ. Khi viêm phổi mô kẽ này nó có thể xảy ra ở một bệnh nhân mà đã có chẩn đoán một cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn từ trước, hoặc là cái viêm phổi mô kẽ này nó cũng có thể là biểu hiện đầu tiên hoặc thậm chí nó là biểu hiện duy nhất của bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Và ở những bệnh nhân mà có bệnh tổ chức liên kết tự miễn mà kèm theo bệnh nhân có viêm phổi mô kẽ thì nó sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh và nó là một yếu tố tiên lượng xấu của bệnh. Ở một số bệnh nhân thì có thể là bệnh nhân có biểu hiện một số triệu chứng của bệnh tự miễn nhưng bệnh nhân lại không có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán xác định một bệnh tổ chức liên kết cụ thể. Và ở những bệnh nhân này thì bệnh nhân có thể có viêm phổi mô kẽ thì khi đó bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là viêm phổi mô kẽ có các yếu tố tự miễn mà tôi sẽ trình bày kỹ hơn với các anh chị ở phần sau. Các cái biểu hiện lâm sàng hay gặp ở những bệnh nhân mà có chẩn đoán bệnh tổ chức tự miễn kèm theo với viêm phổi kẽ đó là trên lâm sàng thì bệnh nhân sẽ biểu hiện các triệu chứng hay gặp đó là bệnh nhân có khó thở khi gắng sức, bệnh nhân có thể có ho khan và nghe phổi thì bệnh nhân có thể thấy ran ở vùng đáy phổi. Khi chúng ta cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân sẽ có kết quả là có rối loạn thông khí hạn chế. Và khi chúng ta cho bệnh nhân chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao thì chúng ta sẽ thấy các hình ảnh như là hình tổ ong, hình kính mờ, hình ảnh xơ phổi và hình ảnh lưới.
Và để phát hiện những cái tổn thương viêm phổi kẽ trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì chúng ta phải cho bệnh nhân chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao thì chúng ta mới phát hiện được các cái tổn thương viêm phổi mô kẽ của bệnh nhân. Soi phế quản thì người ta thấy rằng các cái xét nghiệm mà dịch phế quản của các bệnh nhân có viêm phổi mô kẽ thì xét nghiệm dịch phế quản này không đặc hiệu nên nó không có giá trị trong chẩn đoán viêm phổi mô kẽ. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân có viêm phổi mô kẽ mà chúng ta đang nghi ngờ là cái tổn thương viêm phổi này là do các cái nhiễm trùng tại phổi mà không phải là do bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì khi đó cái kết quả soi phế quản nó lại rất có giá trị để nó giúp cho chúng ta loại trừ các cái nguyên nhân nhiễm trùng ở phổi như là viêm phổi do nấm hoặc là do vi khuẩn hoặc là do lao. Hoặc là trong một số trường hợp bệnh nhân có thể có tổn thương viêm phổi kẽ mà nguyên nhân là do chảy máu ở phổi, do các cái tình trạng viêm các cái mao mạch ở phổi nó gây tràn máu phế nang thì khi đó soi phế quản cũng giúp cho chúng ta biết được cái nguyên nhân gây tổn thương viêm phổi kẽ của bệnh nhân. Sinh thiết phổi thì nó có thể chỉ định trong những trường hợp nào? Thứ nhất là khi bệnh nhân không có chẩn đoán chính xác về một bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì khi đó cái sinh thiết phổi nó sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh lý viêm tổ chức kẽ khác của phổi như là viêm phổi kẽ tiên phát. Và trong một số trường hợp khi mà các cái triệu chứng lâm sàng hoặc là X quang của viêm phổi mô kẽ không điển hình thì chúng ta cũng có thể chỉ định sinh thiết phổi cho bệnh nhân. Trong bệnh tổ chức liên kết thì chúng ta biết rằng là bao giờ bệnh nhân cũng có các cái kháng thể. Và các cái kháng thể này thì nó kháng lại các cái thành phần của nhân tế bào và nó chia thành hai nhóm chính. Thứ nhất là các cái kháng thể kháng hạt nhân và thứ hai là nhóm kháng thể kháng lại kháng nguyên nhân hòa tan. Các kháng thể kháng hạt nhân cũng có các cái kháng thể kháng DNA chuỗi kép, kháng thể kháng DNA chuỗi đơn, kháng thể kháng histone và các cái kháng thể kháng lại kháng nguyên nhân hòa tan như là kháng thể kháng Smith, kháng thể kháng SL70, rồi nhóm kháng thể kháng Sankeeta. Và các kháng thể này thì chúng ta biết rằng nó đặc hiệu cho từng bệnh tổ chức liên kết tự miễn và các nghiên cứu thì người ta thấy rằng cũng có sự liên quan giữa các cái kháng thể với cái tổn thương viêm phổi mô kẽ trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Đây là một cái bảng tổng kết về các cái kháng thể mà hay gặp ở các cái bệnh nhân mà được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết mà kèm theo có viêm phổi kẽ. Thì chúng ta biết rằng các cái kháng thể như là kháng thể kháng SL70 cũng là một kháng thể làm tăng nguy cơ viêm phổi mô kẽ của bệnh nhân. Và đặc biệt là nhóm kháng thể kháng Sankeeta cho bệnh lý viêm cơ tự miễn thì nó cũng làm tăng nguy cơ bị viêm phổi mô kẽ của bệnh nhân. Và một số bệnh nhân thì có kháng thể kháng MDA5 hay còn gọi là kháng thể kháng CD140 thì nó cũng làm tăng cái nguy cơ bị viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tự miễn. Về tổn thương mô bệnh học của viêm phổi mô kẽ trong các cái bệnh lý tự miễn thì các cái tổn thương cơ bản thì nó cũng giống như là viêm phổi mô kẽ tiên phát. Tuy nhiên thì nó có một số các khác biệt nhưng mà những cái điểm khác biệt này thì nó lại không đặc hiệu cho viêm phổi mô kẽ trong các bệnh lý tự miễn. Đó là tình trạng mà các cái tổ chức liên kết thì có sự tăng sinh của các cái tế bào lympho, có sự thâm nhiễm rất là nhiều các cái tế bào plasma ở vùng tổ chức kẽ của phổi bị viêm. Và các cái tổn thương mô bệnh học này thì chúng ta thấy rằng nó có thể thay đổi và nó phụ thuộc vào cái bệnh tổ chức tự miễn chính của bệnh nhân và dẫn đến tổn thương viêm phổi kẽ như là viêm cơ dạng thấp hay là lupus ban đỏ hệ thống hay là viêm cơ tự miễn hay là xơ cứng bì. Ở các bệnh nhân mà được chẩn đoán viêm cơ dạng thấp thì cái tổn thương viêm phổi mô kẽ hay gặp đó là viêm phổi mô kẽ thông thường. Còn đối với các cái bệnh tự miễn khác như là xơ cứng bì hoặc là viêm cơ tự miễn thì tổn thương phổi hay gặp đó là viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu. Còn ở các bệnh nhân mà được chẩn đoán hội chứng Sjögren thì tổn thương viêm phổi mô kẽ hay gặp đó là viêm phổi mô kẽ mà có sự thâm nhiễm của các cái bạch cầu lympho. Như vậy thì trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì cái thể viêm phổi mô kẽ hay gặp đó là viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu. Ngoại trừ trong viêm phức dạng thấp thì đó là viêm phổi mô kẽ thông thường. Và trong các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng cũng không có sự liên quan đặc hiệu giữa một bệnh tổ chức liên kết tự miễn với một cái thể tổn thương của viêm phổi mô kẽ. Còn trong viêm phổi mô kẽ tiên phát thì cái thể tổn thương hay gặp đó là viêm phổi mô kẽ thông thường. Và so với viêm phổi mô kẽ tiên phát thì viêm phổi mô kẽ và trong bệnh tổ chức liên kết thì nó đáp ứng tốt hơn với các cái thuốc ức chế miễn dịch và nó cũng có tiên lượng tốt hơn so với viêm phổi mô kẽ tiên phát.
Ở một số bệnh nhân thì bệnh nhân có biểu hiện là viêm phổi mô kẽ tiên phát. Tuy nhiên trên lâm sàng khi chúng ta khám cũng như là làm các cái xét nghiệm cho bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân lại kèm theo có một số yếu tố mà gợi ý của bệnh tự miễn là gì? Thứ nhất là bệnh nhân có thể có kháng thể trong huyết thanh dương tính. Bệnh nhân có thể khi chúng ta cho bệnh nhân làm xét nghiệm máu thì chúng ta thấy rằng các cái chỉ số viêm ở trong huyết thanh có thể tăng như là CRP tăng, tốc độ máu loãng tăng. Bệnh nhân có thể có một số triệu chứng lâm sàng mà gợi ý của bệnh tự miễn, chẳng như là bệnh nhân có hội chứng Raynaud, bệnh nhân có thể có là các cái ban sẩn gót rông, hoặc là bệnh nhân có một số đặc điểm giải phẫu bệnh mà gợi ý của bệnh tự miễn. Tuy nhiên khi chúng ta áp cái tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh tự miễn thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân lại không có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định một cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn đặc hiệu nào. Vì vậy mà Hiệp hội Hô hấp châu Âu và Hội đồng ngực Mỹ thì đã đưa ra một cái thuật ngữ đó là bệnh viêm phổi mô kẽ với các yếu tố tự miễn và một tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định bệnh viêm phổi mô kẽ với các cái yếu tố tự miễn. Như vậy thì chúng ta nhìn vào hình ảnh thì chúng ta thấy rằng cái bệnh viêm phổi mô kẽ với các yếu tố tự miễn này nó sẽ nằm ở trung gian. Giữa một bên đó là xơ phổi kẽ vô căn, tức là bệnh nhân chỉ có xơ phổi kẽ mà không tìm thấy nguyên nhân và không có các cái triệu chứng hoặc là các cái yếu tố gợi ý của bệnh tự miễn. Và một bên là bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân mà trước đó đã được chẩn đoán một cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn cụ thể, hoặc là bệnh nhân đã có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định một cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn cụ thể. Thì chúng ta thấy rằng cái viêm phổi mô kẽ với các yếu tố tự miễn thì nó nằm ở trung gian giữa hai cái nhóm bệnh này. Và để chẩn đoán xác định bệnh viêm phổi mô kẽ với các yếu tố tự miễn, đó là khi bệnh nhân phải có ít nhất là từ hai khía cạnh ở trên. Khía cạnh đầu tiên đó là khía cạnh về lâm sàng, thứ hai là khía cạnh về miễn dịch, và thứ ba là khía cạnh về hình thái học. Và mỗi một khía cạnh này thì bệnh nhân phải có ít nhất là một cái yếu tố từ một khía cạnh này và có từ hai khía cạnh trở lên, thì khi đó chúng ta sẽ chẩn đoán xác định là viêm phổi mô kẽ với các cái yếu tố tự miễn. Các cái khía cạnh về lâm sàng ở đây đầu tiên đó là bệnh nhân có tình trạng là viêm nứt kẽ ở các cái đầu ngón tay, hay người ta còn gọi là bàn tay tợ cơ khí. Thì chúng ta thấy rằng ở trong vòng gan bàn tay của bệnh nhân thì bệnh nhân có các cái vết đường nâu ở trong gan bàn tay, khi đó người ta gọi là bàn tay tợ cơ khí. Thứ hai là bệnh nhân có thể có tình trạng là có các cái vết loét ở các cái đầu ngón do tình trạng viêm mạch tự miễn gây ra. Bệnh nhân có thể có viêm các cái khớp hoặc là bệnh ở nhỡ và nhỏ ở bàn tay giống như là viêm khớp dạng thấp, hoặc là bệnh nhân có thời gian cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ đồng hồ. Bệnh nhân có thể có giãn các cái bao mạch ở gan bàn tay. Bệnh nhân có thể là có hội chứng Raynaud ở các cái đầu chi, ở đầu ngón tay hoặc các cái đầu ngón chân. Hoặc là một số bệnh nhân có thể có hình ảnh viêm ngón mà không tìm thấy nguyên nhân. Và một số bệnh nhân thì có thể có dấu hiệu ban sẩn gót rông, đó là trên bề mặt duỗi của các cái ngón, các cái khớp thì chúng ta thấy bệnh nhân có các cái ban sần đỏ này, và cái này gọi là ban sần gót rông. Cái ban sần gót rông này là một cái dấu hiệu mà khá là đặc trưng cho được bệnh nhân được chẩn đoán là viêm da cơ. Các cái khía cạnh về miễn dịch đó là bệnh nhân sẽ có các cái kháng thể. Bệnh nhân có thể có kháng thể kháng nhân dương tính. Bệnh nhân có yếu tố dạng thấp trong huyết thanh dương tính. Tuy nhiên cái yếu tố dạng thấp này nó chỉ có giá trị khi mà nó tăng ít nhất là từ 2 lần trở lên so với giới hạn trên của bình thường. Tức là nó bình thường thì RS trong huyết thanh là dưới 14 đơn vị trên lít. Thì ở những bệnh nhân này phải là từ ít nhất là từ 28 cho đến 30 đơn vị trở lên thì nó mới có giá trị chẩn đoán. Thứ hai là chúng ta cho bệnh nhân làm các xét nghiệm thì bệnh nhân có thể có những một số xét nghiệm mà đặc hiệu cho bệnh tự miễn. Như bệnh nhân có thể có anti-CCP dương tính, bệnh nhân có thể có kháng thể kháng SSA, SSB dương tính, bệnh nhân có thể có kháng thể kháng Smith dương tính, bệnh nhân có thể có kháng thể kháng ribonucleoprotein, bệnh nhân có kháng thể kháng dsDNA, kháng thể kháng SCL70, bệnh nhân có thể có nhóm kháng thể kháng Sankita, bệnh nhân có kháng thể kháng PMSCL, và bệnh nhân có thể là có kháng thể kháng MDA5 dương tính. Về khía cạnh hình thái học ở những bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi mô kẽ với các yếu tố tự miễn, thứ nhất là trên phim chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao thì có thể thấy là hình ảnh bệnh nhân có viêm phổi mô kẽ, có thể là viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu hoặc là viêm phổi tổ chức hóa.
hoặc là viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu kết hợp với viêm phổi tổ chức hóa, hoặc là viêm phổi mô kẽ lympho có sự xâm nhiễm của các tế bào lympho. Hình ảnh mô bị học khi sinh tiết phổi là bệnh nhân có hình ảnh của viêm phổi mô kẽ, và bệnh nhân có thể có các cái tổn thương khác cùng với viêm phổi kẽ, đó là bệnh nhân có thể có tràn dịch màng phổi, hoặc là bệnh nhân có viêm màng phổi mà không tìm thấy nguyên nhân, hoặc bệnh nhân có thể có tràn dịch màng tim hoặc là viêm màng tim mà không thấy nguyên nhân, không tìm thấy nguyên nhân. Một số bệnh nhân có thể là có bệnh co thắt đường thở mà cũng không tìm thấy nguyên nhân, hoặc là bệnh nhân có biểu hiện các cái tổn thương mạch máu ở phổi mà không tìm thấy nguyên nhân. Trong ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán là viêm phổi mô kẽ trong các bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì người ta thấy rằng có một số yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng xơ phổi. Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố tuổi của bệnh nhân. Thì nhìn hiện vào biểu đồ, chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân mà lớn tuổi trên 70 tuổi thì cái nguy cơ mà dẫn đến xơ phổi thì nó sẽ cao hơn rất nhiều so với các cái bệnh nhân mà dưới 40 tuổi, hoặc là so với các cái bệnh nhân mà từ 40 đến 50 tuổi. Thứ hai là người ta thấy yếu tố giới tính nó cũng đóng vai trò trong các yếu tố nguy cơ gây xơ phổi ở các bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi mô kẽ mà ở do bệnh tự miễn. Đó là chúng ta thấy rằng ở các bệnh nhân nam giới thì cái nguy cơ dẫn đến cái tình trạng xơ phổi nó cũng cao hơn so với nữ giới. Còn những bệnh nhân mà hút thuốc lá thì cái nguy cơ gây xơ phổi nó cũng cao hơn so với các bệnh nhân không hút thuốc lá. Và trong các cái nhóm bệnh tự miễn thì người ta thấy rằng cái bệnh xơ cứng bì thì cái nguy cơ gây xơ phổi nó cũng cao hơn so với các cái bệnh tổ chức liên kết khác như là viêm khớp dạng thấp hoặc là các cái bệnh tổ chức liên kết hỗn hợp. Và trong các cái thể tổn thương thì người ta thấy rằng cái thể tổn thương mà viêm phổi mô kẽ mà thông thường thì nguy cơ nó sẽ dẫn đến xơ phổi cao hơn so với các cái thể tổn thương viêm phổi mô kẽ khác. Như vậy thì các cái yếu tố nguy cơ dẫn đến xơ phổi ở các bệnh nhân viêm phổi mô kẽ đó là các bệnh nhân lớn tuổi, nam giới có tiền sử hút thuốc lá, các bệnh nhân được chẩn đoán xơ cứng bì, những bệnh nhân mà có viêm phổi mô kẽ thông thường trên phim chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao hoặc là sinh tiết phổi, và những bệnh nhân mà có giảm nhiều các cái chức năng của phổi như khi chúng ta đo chức năng hô hấp cho bệnh nhân, chúng ta thấy rằng cái chỉ số như là FVC, FEV1 hoặc là DLCO giảm nhiều, hoặc khi chúng ta làm cho bệnh nhân làm cái test đi bộ 6 phút thì chúng ta thấy rằng các cái chức năng phổi của bệnh nhân giảm nhiều. Bây giờ thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn với các anh chị về cái tổn thương viêm phổi mô kẽ trong từng bệnh tổ chức liên kết cụ thể. Đầu tiên đó là viêm phổi mô kẽ trong xơ cứng bì. Các nghiên cứu thấy rằng trong các cái bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì xơ cứng bì đó là bệnh mà có tỷ lệ tử vong cao nhất, với thời gian sống trung bình của bệnh nhân sau khi bệnh nhân được chẩn đoán bệnh là 11 năm. Và các cái nghiên cứu người ta cũng thấy rằng cái tổn thương phổi nó gặp ở trên 80% các cái bệnh nhân xơ cứng bì. Các tổn thương phổi hay gặp ở bệnh nhân xơ cứng bì đó là viêm phổi mô kẽ, và thứ hai đó là tăng áp lực động mạch phổi. Và các cái tổn thương phổi này nó là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở các bệnh nhân xơ cứng bì. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương viêm phổi mô kẽ ở bệnh nhân xơ cứng bì, thứ nhất đó là các bệnh nhân được chẩn đoán xơ cứng bì toàn thể. Chúng ta biết rằng trước chẩn đoán xơ cứng bì thì thường là chẩn có hai thể hay gặp, đó là xơ cứng bì toàn thể và xơ cứng bì thể khu trú. Xơ cứng bì toàn thể tức là bệnh nhân sẽ bị xơ cứng da toàn thân, bệnh nhân bị xơ cứng da ở các chi, ở mặt, ở lưng, ở ngực, rồi ở các yếu tố nguy cơ. Để xem cửa sổ chat xem nào. Đến phân loại xơ cứng bì. Xin cảm ơn các anh chị. Trong bệnh xơ cứng bì thì người ta thường chia ra làm hai thể, đó là xơ cứng bì toàn thể và xơ cứng bì thể khu trú. Xơ cứng bì toàn thể tức là bệnh nhân sẽ bị xơ cứng da toàn thân, bệnh nhân xơ cứng ở các chi, xơ cứng da vùng mặt, xơ cứng da vùng cổ, vùng lưng, vùng ngực và vùng bụng. Còn đối với xơ cứng bì thể khu trú tức là bệnh nhân sẽ ở các cái đầu chi thì bệnh nhân sẽ có xơ cứng bì khu trú ở như là ở chi trên, thì bệnh nhân sẽ bị xơ cứng da ở vùng bàn tay lên la đến cẳng tay và nó sẽ khu trú cho đến vùng khuỷu tay. Còn ở chi dưới thì nó sẽ xơ cứng da khu trú từ vùng gối của bệnh nhân trở xuống phía dưới cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Và trong xơ cứng bì thể khu trú thì bệnh nhân cũng có thể có xơ cứng da ở vùng mặt, tuy nhiên thì bệnh nhân sẽ không bị xơ cứng da ở vùng lưng, ở vùng ngực và vùng bụng. Và ở các bệnh nhân được chẩn đoán là xơ cứng bì toàn thể thì bệnh nhân thường hay gặp là viêm phổi mô kẽ. Còn tăng áp lực động mạch phổi
thì nó sẽ gặp nhiều hơn ở các bệnh nhân được chẩn đoán là xơ cứng bì thể khu trú. Tuy nhiên thì ở những bệnh nhân được chẩn đoán xơ cứng bì toàn thể, bệnh nhân cũng có thể là có gặp cả viêm phổi mô kẽ, cả tăng áp lực động mạch phổi. Và ở các bệnh nhân chẩn đoán là xơ cứng bì thể khu trú thì bệnh nhân cũng có thể là có viêm phổi mô kẽ. Thứ hai là các yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm phổi mô kẽ ở bệnh nhân xơ cứng bì, đó là những bệnh nhân mà khởi phát bệnh khi mà bệnh nhân đã lớn tuổi, thường là sau 50 tuổi, thì đó là một yếu tố nguy cơ gây viêm phổi mô kẽ. Và đặc biệt chúng ta cần phải lưu ý rằng cái viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân xơ cứng bì thì nó thường là khởi phát sớm trong vòng 3 năm đầu tiên sau khi bệnh nhân được phát hiện bệnh. Nên là khi ở các bệnh nhân mà các anh chị khám mà các anh chị thấy chẩn đoán xơ cứng bì thì bao giờ các anh chị cũng cần phải cho bệnh nhân như là chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao, rồi cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp, cũng như là chúng ta cần phải khám kỹ các cái khai thác các cái triệu chứng trên lâm sàng để chúng ta phát hiện sớm cái viêm phổi mô kẽ cho bệnh nhân. Vì các anh chị biết rằng là nếu như chúng ta phát hiện sớm cái viêm phổi mô kẽ mà trước khi nó tiến triển để dẫn đến xơ phổi thì khi đó cái hiệu quả điều trị của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn nếu như chúng ta phát hiện bệnh muộn mà nó đã tiến triển dẫn đến xơ phổi thì khi đó cái hiệu quả điều trị của bệnh nhân nó sẽ rất là kém. Và một ở những bệnh nhân mà có kháng thể kháng SCL70 dương tính thì nó cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm phổi mô kẽ. Và chúng ta biết rằng cái kháng thể kháng SCL70 thì nó chủ yếu là gặp ở các bệnh nhân xơ cứng bì toàn thể. Còn ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán xơ cứng bì thể khu trú thì thường chủ yếu là gặp kháng thể kháng centromere. Thứ hai, tôi sẽ trình bày với các anh chị đó là viêm phổi kẽ trong viêm cơ sạn cấp. Viêm cơ sạn cấp thì chắc là các anh chị cũng gặp khá là nhiều trong thực hành lâm sàng. Ở các bệnh nhân viêm cơ sạn cấp thì theo các nghiên cứu người ta thấy rằng khoảng 30 đến 40% bệnh nhân là có các cái tổn thương của đường hô hấp. Và ở những bệnh nhân được chẩn đoán là viêm cơ sạn cấp mà kèm theo có viêm phổi mô kẽ thì nó sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Và các nghiên cứu dịch tễ học người ta cũng thấy rằng ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán viêm cơ sạn cấp thì cái tổn thương viêm phổi mô kẽ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong sau các cái bệnh lý tim mạch. Các cái tổn thương phổi ở bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ sạn cấp có thể là tổn thương ở tổ chức kẽ của phổi, có thể là tổn thương ở đường thở hoặc có thể là tổn thương ở màng phổi. Và đặc biệt là các cái thuốc mà chúng ta điều trị bệnh viêm cơ sạn cấp như là nhóm thuốc tim mạch kinh điển mà điển hình là methotrexate hoặc là các cái thuốc sinh học trong điều trị viêm cơ sạn cấp như là các cái thuốc kháng TNF-α thì các thuốc này có thể dẫn đến cái tổn thương viêm phổi mô kẽ của bệnh nhân hoặc là nó có thể làm nặng thêm cái tổn thương viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ sạn cấp. Các cái tổn thương phổi ở bệnh nhân viêm cơ sạn cấp thứ nhất là chúng ta có thể gặp đó là các cái tổn thương ở đường thở, có thể là cái tổn thương ở khí quản rồi tổn thương ở phế quản. Thứ hai là có thể gặp các cái tổn thương tại cái mạch máu ở phổi, bệnh nhân có thể là có tăng áp lực động mạch phổi hoặc là bệnh nhân có viêm các cái mao mạch ở phổi, và một số bệnh nhân nặng thì có thể là bệnh nhân bị tổn thương gây tràn máu phế nang. Và những bệnh nhân này mà có tràn máu phế nang lan tỏa thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ rất là cao. Theo các nghiên cứu người ta thấy rằng ở những bệnh nhân mà bị tràn máu phế nang lan tỏa thì tỷ lệ tử vong nó lên tới 80 đến 90%. Tiếp theo nữa là bệnh nhân có thể bị các cái tổn thương ở nhu mô phổi, như là bệnh nhân có thể là bị tổn thương viêm phổi mô kẽ hoặc là bệnh nhân có thể bị các cái hạt thấp ở phổi. Chúng ta biết rằng ở những bệnh nhân viêm cơ sạn cấp thì bệnh nhân thường là trong tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta biết rằng nó có hạt thấp dưới da. Tuy nhiên ở một số bệnh nhân thì cái hạt thấp nó có thể là có xuất hiện ở phổi. Bệnh nhân có thể có các cái tổn thương ở đường thở dưới, như là bệnh nhân có thể bị viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc là các cái tắc nghẽn ở đường thở dưới. Một số bệnh nhân thì có bị các cái tổn thương ở màng phổi, bệnh nhân có thể bị viêm màng phổi hoặc là tràn dịch màng phổi. Và đấy là những cái tổn thương phổi có thể gặp ở bệnh nhân viêm cơ sạn cấp. Các cái tổn thương viêm phổi mô kẽ ở bệnh nhân viêm cơ sạn cấp thì nó gặp ở khoảng từ 10 đến 20% các bệnh nhân viêm cơ sạn cấp, và nó là một cái tổn thương phổi mà hay gặp nhất ở các bệnh nhân viêm cơ sạn cấp. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân viêm cơ sạn cấp đó là những bệnh nhân nam giới hút thuốc lá, từ tuổi trung niên, thường là từ 50 đến 60 tuổi. Khi chúng ta xét nghiệm về miễn dịch, chúng ta thấy rằng bệnh nhân có yếu tố RF dương tính hoặc là anti-CCP dương tính.
Bệnh nhân có các cái biểu hiện ngoài khớp như bệnh nhân có thể là có các tổn thương về tim mạch như là bệnh nhân có viêm màng tim hoặc là các cái rối loạn dẫn truyền. Rồi những bệnh nhân mà có thời gian mắc bệnh viêm khớp dạng thấp kéo dài và đặc biệt mà những bệnh nhân mà điều trị và đáp ứng với điều trị kém hoặc là những bệnh nhân mà điều trị không bài bản làm cho bệnh nhân có mức độ hoạt động bệnh mạnh mạnh khi chúng ta đánh giá theo cái chỉ số DAS28 của bệnh nhân thì đấy là những yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Và ở các bệnh nhân mà được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp mà kèm theo có viêm phổi mô kẽ thì nó sẽ làm tăng nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Người ta thấy rằng ở các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà cái tỷ lệ tử vong sau 5 năm của bệnh nhân là 18,2%. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà viêm khớp dạng thấp mà lại có kèm theo viêm phổi mô kẽ thì cái tỷ lệ tử vong sau 5 năm của bệnh nhân nó sẽ tăng lên thành 39%. Như vậy thì các nghiên cứu thấy rằng cái nguy cơ tử vong nó sẽ tăng gấp 3 lần ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà có viêm phổi mô kẽ so với các bệnh nhân mà không có viêm phổi kẽ. Và cái thời gian sống trung bình của các bệnh nhân được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp mà có viêm phổi mô kẽ là 2,6 năm. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết rằng ở một số bệnh nhân người ta thấy rằng ở khoảng 20% các bệnh nhân được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp thì cái viêm phổi mô kẽ này nó có thể xuất hiện trước khi bệnh nhân có biểu hiện các triệu chứng viêm khớp trên lâm sàng và khoảng 30% các bệnh nhân được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp có viêm phổi mô kẽ nhưng mà trên lâm sàng bệnh nhân có thể là không có biểu hiện các cái triệu chứng của hô hấp như là bệnh nhân không có biểu hiện là khó thở khi gắng sức hoặc là ho khan mà chúng ta chỉ phát hiện một cách tình cờ khi chúng ta cho bệnh nhân chụp X-quang phổi và chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp hoặc là chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao. Trong bệnh lupus ban đầu hệ thống thì người ta thấy rằng cái tổn thương viêm phổi mô kẽ nó ít gặp hơn so với các bệnh tự miễn khác. Và tổn thương phổi mà nổi bật trong bệnh lupus ban đầu hệ thống đó là các cái tổn thương về màng phổi như là bệnh nhân có thể có viêm màng phổi nó làm cho bệnh nhân tràn dịch màng phổi. Cái chảy máu phế nang lan tỏa cũng có thể gặp ở những bệnh nhân chẩn đoán lupus ban đầu hệ thống. Tuy nhiên thì nó thường gặp nhiều hơn ở những bệnh nhân mà có hội chứng kháng phospholipid lipid và nguyên nhân là do viêm các cái mạch máu ở phổi và ở những bệnh nhân mà có tổn thương chảy máu phế nang lan tỏa thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và ở một số bệnh nhân được chẩn đoán lupus ban đầu hệ thống thì bệnh nhân có thể có kèm theo là tăng áp lực động mạch phổi và những bệnh nhân mà có tăng áp lực động mạch phổi thì nó cũng là một yếu tố tiên lượng xấu của bệnh. Trong hội chứng Sjögren ở các bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Sjögren thì có thể là hội chứng Sjögren nguyên phát hoặc có thể là hội chứng Sjögren thứ phát sau các cái bệnh tự miễn khác như là sau tự thứ phát sau lupus ban đầu hệ thống hoặc là thứ phát sau bệnh viêm khớp dạng cấp. Các cái tổn thương phổi, các cái tổn thương trong bệnh hội chứng Sjögren chúng ta có thể gặp đó là các cái tổn thương của đường thở, có thể là tổn thương viêm phổi mô kẽ và chúng ta cần phải biết rằng ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán hội chứng Sjögren thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bệnh nhân bị u lympho vì chúng ta biết rằng ở những bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Sjögren thì nó có rối loạn tăng sinh các cái tế bào lympho. Các cái tổn thương đường thở có thể gặp ở một bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Sjögren có thể là viêm tiểu phế quản co thắt, viêm tiểu phế quản phế nang và nguyên nhân là do tình trạng thâm nhiễm các cái bạch cầu lympho và đường thở và nó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn đường thở. Các cái tổn thương viêm phổi mô kẽ gặp ở hội chứng Sjögren có thể là được chẩn đoán viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu hoặc là viêm phổi mô kẽ thông thường hoặc là viêm phổi mô kẽ mà có thâm nhiễm các cái bạch cầu lympho vào tổ chức kẽ của phổi. Trong các cái bệnh lý tự miễn thì người ta thấy rằng ở những bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý là viêm mạch tự miễn thì cái viêm phổi mô kẽ là có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nó thường gặp ở các bệnh nhân nam giới lớn tuổi và có kháng thể kháng ANCA dương tính và cái thể tổn thương phổi hay gặp đó là viêm phổi mô kẽ thông thường. Khi viêm phổi mô kẽ mà ở các bệnh nhân có viêm mạch tự miễn thì nó có thể là viêm phổi mô kẽ này nó có thể xuất hiện trước khi bệnh nhân có các biểu hiện của viêm mạch hoặc có thể là nó xảy ra đồng thời cùng với các cái triệu chứng của viêm mạch và tỷ lệ tử vong thì nó sẽ cao hơn so với viêm phổi mô kẽ mà do các cái bệnh lý tự miễn khác. Ở các bệnh nhân mà được chẩn đoán là bệnh lý viêm cơ tự miễn thì người ta thấy rằng có một số kháng thể làm tăng cái nguy cơ bị viêm phổi mô kẽ của bệnh nhân. Đó là những bệnh nhân mà có kháng thể kháng MDA5 dương tính.
hoặc là những bệnh nhân mà có nhóm kháng thể kháng xanh tia đa dương tính, hoặc là bệnh nhân có kháng thể kháng PMSCL, hoặc là bệnh nhân có kháng thể kháng RO52 dương tính. Và cái viêm phổi mô kẽ thì nó gặp nhiều hơn ở bệnh nhân viêm da cơ so với bệnh nhân viêm đa cơ. Và các nghiên cứu người ta thấy rằng cái tổn thương viêm phổi mô kẽ trong viêm cơ tự miễn có thể gặp là viêm phổi tổ chức hóa, có thể gặp là viêm phổi mô kẽ thông thường, hoặc cũng có thể là gặp viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu. Về điều trị của tổn thương viêm phổi mô kẽ trong các bệnh tổ chức liên kết thì hiện nay chúng ta gặp rất nhiều các cái thách thức trong điều trị. Thứ nhất là do các cái nhóm bệnh tự miễn thì có biểu hiện các cái triệu chứng lâm sàng rất là đa dạng và đó là nhóm bệnh không đồng nhất. Và cái thứ hai là có ít các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mà có đối chứng mù đôi về đánh giá hiệu quả của các cái thuốc điều trị. Và thứ ba là chúng ta có ít các cái thông số để đánh giá hiệu quả điều trị cũng như là đánh giá cái sự tiến triển của bệnh. Vì vậy mà trong điều trị các cái bệnh tổ chức liên kết mà có tổn thương viêm phổi kẽ thì chúng ta gặp nhiều thách thức và hiện nay thì chúng ta cũng không có các cái hướng dẫn điều trị chuẩn cho bệnh nhân. Như vậy thì do không có các cái hướng dẫn điều trị chuẩn nên cái việc mà quyết định điều trị thuốc cũng như là chỉ định thuốc thì chúng ta chủ yếu là dựa vào các cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân. Trên lâm sàng chúng ta sẽ cần phải đánh giá các cái tổn thương của bệnh nhân có để chúng ta lựa chọn thuốc điều trị cho phù hợp, hay người ta còn gọi là cá thể hóa trong điều trị. Thứ hai là chúng ta lựa chọn thuốc dựa vào cái mức độ suy giảm chức năng hô hấp của bệnh nhân cũng như là cái sự tiến triển của tổn thương phổi trên phim chẩn đoán hình ảnh, trên phim chụp CT phổi lớp mỏng độ phân giải cao, hoặc là chúng ta dựa vào kết quả đo chức năng hô hấp. Chúng ta dựa vào các yếu tố nguy cơ gây nặng bệnh hoặc là các yếu tố nguy cơ dẫn đến cái sự tiến triển của sơ phổi để chúng ta lựa chọn thuốc cho bệnh nhân. Và cuối cùng đó là chúng ta dựa vào các cái bệnh lý kết hợp mà bệnh nhân có để chúng ta lựa chọn thuốc phù hợp cho bệnh nhân. Các cái thuốc mà điều trị bệnh tổ chức liên kết tự miễn có viêm phổi kẽ, chúng ta có các cái nhóm thuốc đầu tiên đó là glucocorticoid. Thứ hai đó là các cái thuốc ức chế miễn dịch và thứ ba đó là các cái thuốc sinh học. Thì glucocorticoid nó được coi là thuốc chỉ định đầu tiên trong điều trị tổn thương viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết và nó cũng là thuốc điều trị nền tảng của bệnh. Cái liều khởi đầu đối với prednisolone nếu như chúng ta dùng đường uống thì liều nó thường là 1 mg cho 1 kg cân nặng cho một ngày và cái liều tối đa là 60 mg một ngày. Trong những trường hợp mà cái tổn thương viêm phổi mô kẽ tiến triển rất là nặng, cấp tính, đe dọa tính mạng của bệnh nhân thì chúng ta có thể dùng corticoid với liều bolus và liều tối đa cho phép là 1.000 mg một ngày truyền tĩnh mạch và chúng ta thường là truyền tĩnh mạch trong vòng từ 3 đến 5 ngày liên tục. Tuy nhiên, trong nhóm bệnh tự miễn mà ở các bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh xơ cứng bì thì chúng ta cần hết sức thận trọng khi mà chỉ định glucocorticoid liều cao ở các bệnh nhân này. Vì ở những bệnh nhân xơ cứng bì mà khi chúng ta truyền glucocorticoid liều cao thì nó có nguy cơ là dẫn đến tổn thương thận tiến triển kịch phát. Vì vậy mà khi chúng ta điều trị các bệnh nhân xơ cứng bì thì bao giờ chúng ta cũng phải một là kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta cần phải cho bệnh nhân làm xét nghiệm nước tiểu. Và nếu như bệnh nhân đã có tổn thương thận, tức là bệnh nhân đã có protein trong nước tiểu hoặc là bệnh nhân có hồng cầu niệu hoặc là trụ niệu thì chúng ta sẽ có chỉ định là dùng corticoid liều thấp cho bệnh nhân. Và cái liều khuyến cáo của prednisolone trong điều trị xơ cứng bì là dưới 20 mg một ngày. Bên cạnh việc dùng corticoid cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ có chỉ định là dùng kết hợp thêm với các cái thuốc ức chế miễn dịch. Các cái thuốc ức chế miễn dịch chúng ta có thể lựa chọn trong điều trị tổn thương viêm phổi kẽ đó là azathioprine, cyclophosphamide. Trong một số bệnh nhân như là chẩn đoán viêm cơ tự miễn hoặc xơ cứng bì, chúng ta có thể chỉ định methotrexate. Rồi thuốc ức chế miễn dịch khác như là mycophenolate mofetil, nhưng trên lâm sàng chúng ta có CellCept, rồi chúng ta cũng có thể chỉ định cyclosporine cho bệnh nhân. Các cái thuốc sinh học có thể chỉ định trong điều trị tổn thương viêm phổi kẽ ở các bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết tự miễn mà trên lâm sàng chúng ta hay có đó là rituximab và tocilizumab. Rituximab thì đó là một cái kháng thể đơn dòng mà kháng lại CD20 trên bề mặt của tế bào lympho B và tocilizumab đó là một kháng thể đơn dòng kháng lại interleukin 6. Bên cạnh việc dùng các cái thuốc sinh học thì hiện nay trong điều trị các cái tổn thương viêm phổi mô kẽ trong bệnh tổ chức liên kết, đặc biệt là những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao dẫn đến xơ phổi thì người ta sẽ có chỉ định dùng các cái thuốc điều trị chống xơ cho bệnh nhân. Và các cái thuốc chống xơ chúng ta hay chỉ định trên lâm sàng đó là nintedanib.
Nintedanib đó là một cái thuốc mà có tác dụng là ức chế cái enzyme tyrosine kinase, và cái nintedanib này thì nó có tác dụng là ức chế cái sự tăng sinh và biệt hóa của nguyên bào sợi, cũng như là ức chế cái sự tổng hợp chất nền ngoài tế bào, nên nó có tác dụng là chống sơ, chống viêm và giúp tái cấu trúc các cái mạch máu bị tổn thương. Một cái thuốc khác cũng được chỉ định trong điều trị chống sơ phổi ở các bệnh nhân có viêm phổi mô kẽ đó là pirfenidone, cũng có tác dụng làm giảm cái sự tổng hợp collagen, làm chậm cái sự tiến triển của sơ phổi và ức chế cái sự tăng sinh cũng như là biệt hóa của các cái nguyên bào sợi. Sau đây thì tôi xin trình bày với các anh chị về một số nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các cái thuốc chống sơ trong điều trị bệnh viêm phổi kẽ. Đầu tiên đó là một cái thử nghiệm lâm sàng và đánh giá hiệu quả của nintedanib trong điều trị viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân được chẩn đoán là xơ cứng bì. Đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mổ đôi có nhóm chứng. Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu là các bệnh nhân được chẩn đoán xơ cứng bì kèm theo có viêm phổi mô kẽ, và các bệnh nhân sẽ được chọn vào hai nhóm một cách ngẫu nhiên. Một nhóm là dùng placebo và một nhóm là được chỉ định dùng nintedanib với liều là 150 mg 2 viên một ngày. Và cái tiêu chí chính của nghiên cứu đó là người ta đánh giá cái sự sụt giảm của cái chỉ số FVC sau 52 tuần các bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Và tiêu chí phụ của nghiên cứu đó là sự thay đổi của cái điểm Ronan sửa đổi ở các bệnh nhân xơ cứng bì. Trong nghiên cứu này thì đã có tổng cộng là 576 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Và kết quả nghiên cứu thì cho thấy rằng ở nhóm bệnh nhân dùng nintedanib thì cái sự sụt giảm của cái chỉ số FVC thì nó thấp hơn so với nhóm dùng placebo. Và ở những bệnh nhân mà được chẩn đoán xơ cứng bì mà ngoài vấn đề là bệnh nhân dùng nintedanib mà bệnh nhân lại dùng kết hợp thêm với mycophenolate mofetil thì cái hiệu quả cải thiện bệnh nó còn tốt hơn nữa. Tức là cái sự sụt giảm của cái chỉ số FVC ở nhóm bệnh nhân dùng nintedanib mà kết hợp với CellCept thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với nhóm mà bệnh nhân chỉ dùng nintedanib mà không kèm theo với CellCept. Như vậy, trong cái khuyến cáo hiện nay trong điều trị tổn thương viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân xơ cứng bì thì chúng ta có thể dùng corticoid kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch, và chúng ta có thể ưu tiên là dùng CellCept cho bệnh nhân kết hợp với nintedanib để làm giảm cái tình trạng tiến triển của sơ phổi cho bệnh nhân. Và trong thử nghiệm lâm sàng này thì người ta thấy rằng ở nhóm bệnh nhân được dùng nintedanib thì cái sự sụt giảm của cái chỉ số FVC theo dõi theo thời gian thì nó cũng thấp hơn một cách rõ rệt so với nhóm dùng placebo. Và nghiên cứu thì người ta đã đưa ra kết luận rằng ở nhóm bệnh nhân dùng nintedanib thì cái sự sụt giảm của chỉ số FVC thì thấp hơn so với nhóm dùng placebo. Và các cái tác dụng phụ có thể gặp ở nhóm bệnh nhân dùng nintedanib đó là các cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, như là bệnh nhân có thể bị tiêu chảy. Như vậy thì sau các cái nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu quả của nintedanib trong điều trị các cái tổn thương viêm phổi mô kẽ thì người ta đã có các cái khuyến cáo đó là những bệnh nhân mà được chẩn đoán bệnh xơ cứng bì thì chúng ta nên được tầm soát sớm, đó là đo chức năng hô hấp cũng như là chụp CT phổi lớp mỏng có độ phân giải cao để phát hiện sớm cái tình trạng viêm phổi mô kẽ cho bệnh nhân. Và cái quyết định điều trị bằng thuốc thì dựa vào mức độ bệnh cũng như là chất lượng sống của bệnh nhân, và chúng ta có thể lựa chọn các cái thuốc ức chế miễn dịch như là CellCept hoặc là cyclophosphamide kết hợp với nintedanib cho bệnh nhân. Và trong một số trường hợp nếu như bệnh nhân đáp ứng kém với các cái thuốc ức chế miễn dịch này thì chúng ta có thể cân nhắc cho bệnh nhân dùng rituximab. Trong một nghiên cứu khác, người ta cũng đánh giá các cái hiệu quả của các cái thuốc chống sơ hóa trong điều trị bệnh tổ chức liên kết. Thì người ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu in vivo, chỉ trong nghiên cứu này, thì các bệnh nhân mà được lựa chọn tham gia nghiên cứu là các bệnh nhân mà có tổn thương sơ phổi tiến triển. Và trong nghiên cứu thì người ta cũng được chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì được bệnh nhân được dùng nintedanib và một nhóm bệnh nhân dùng placebo. Và tiêu chí chính của bệnh nhân nghiên cứu cũng là các cái tốc độ suy giảm FVC sau 52 tuần. Trong nghiên cứu này thì cái tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân đó là được bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi mô kẽ nhưng không phải là xơ phổi vô căn. Bệnh nhân có các cái đặc điểm của bệnh xơ phổi
lan tỏa. Rồi bệnh nhân có đo chức năng hô hấp thì có chỉ số FVC trên 45% giá trị dự đoán, hoặc là chỉ số DLCO nằm trong khoảng từ 30 đến 80% giá trị dự đoán. Và bệnh nhân có các cái tiêu chí của bệnh viêm phổi mô kẽ tiến triển, đó là bệnh nhân có ít nhất một trong các cái tiêu chí sau trong vòng 24 tháng trước khi bệnh nhân tham gia điều trị. Trong cái nghiên cứu này thì các cái bệnh nhân mà được chẩn đoán là viêm phổi mô kẽ với bệnh lý tự miễn thì nó chiếm tới trong nhóm bệnh nhân dùng nintedanib là 24,7% và trong nhóm bệnh nhân dùng placebo là 26,6%. Và kết quả nghiên cứu thì cho thấy rằng ở các nhóm bệnh nhân mà được dùng nintedanib thì cái sự sụt giảm của cái chỉ số FVC thì nó thấp hơn so với nhóm bệnh nhân dùng placebo. Và cái hiệu quả của nintedanib thì nó đạt được hiệu quả ở tất cả các cái nhóm bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Ngoài ra thì cũng có một số nghiên cứu khác đánh giá thì hiệu quả của các cái thuốc ức chế miễn dịch trong điều trị viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân có bệnh tự miễn. Chúng ta có thể thấy có các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của cyclophosphamide, các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của azathioprine, rồi các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các thuốc sinh học như là rituximab. Các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các cái thuốc chống sơ như là nintedanib rồi imatinib cho bệnh nhân. Và các cái nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các cái thuốc như là rituximab hoặc là abatacept, hoặc là so sánh giữa rituximab và cyclophosphamide trong điều trị viêm phổi mô kẽ ở các bệnh nhân có bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Chúng ta biết rằng có một số thuốc trong điều trị bệnh tổ chức liên kết tự miễn thì nó có thể dẫn đến viêm phổi mô kẽ. Các cái thuốc mà chúng ta rất hay chỉ định trong điều trị viêm khớp dạng cấp như là nhóm thuốc DMARD kinh điển gồm có methotrexate rồi nevonamide cũng có thể dẫn đến viêm phổi mô kẽ. Penicillamine thường được chỉ định trong điều trị xơ cứng bì thì nó cũng có thể dẫn đến viêm phổi mô kẽ. Vì vậy mà cái liều của penicillamine trong điều trị bệnh xơ cứng bì chúng ta phải dùng liều thấp, tức là viên 300 mg thì chúng ta thường là chỉ dùng 1 phần 2 viên một ngày, tức là khoảng 100 đến 150 mg một ngày. Các cái thuốc sinh học thuộc nhóm kháng TNF alpha thì cũng có thể làm dẫn đến tình trạng viêm phổi mô kẽ ở các cái bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Và đây là một cái khuyến cáo về điều trị của cái tổn thương viêm phổi mô kẽ trong các bệnh lý tự miễn. Thì bên cạnh vấn đề chúng ta dùng các cái thuốc glucocorticoid thì chúng ta sẽ kết hợp thêm với các cái thuốc ức chế miễn dịch cho bệnh nhân, và chúng ta có thể cân nhắc sử dụng các cái thuốc chống sơ nintedanib cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ cao dẫn đến sơ phổi tiến triển. Và tôi xin đi đến kết luận, viêm phổi mô kẽ là một cái tổn thương thường gặp trong bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Và hiện nay thì cái chẩn đoán viêm phổi mô kẽ gặp nhiều thách thức, chủ yếu là chúng ta dựa vào các biểu lâm sàng, đo chức năng hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, đó là chụp CT phổi lớp mỏng, độ phân giải cao. Rồi chúng ta có thể xét nghiệm máu và mô bệnh học cho bệnh nhân. Và các cái thuốc ức chế miễn dịch thì nó là nền tảng trong điều trị viêm phổi mô kẽ ở các cái bệnh nhân mà có bệnh tổ chức liên kết tự miễn. Vâng, tôi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị và các bạn.